Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh News 24 giờ. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật tin tức nóng nhất có trong ngày. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Nữ diễn viên Nhật Bản khiến cư dân mạng xôn xao vì quá giống Suzy và Lisa Blackpink. 1001 biểu cảm viral của huấn luyện viên Lisa ở Thanh Xuân có bạn ba. G-Idol phải hủy bỏ toàn bộ lịch trình vì bê bối của Sujin, nhưng phản ứng của cư dân mạng còn tệ hơn nữa. Nancy của Momoland gây sốt với khoảnh khắc đẹp như tiên tử lần đầu được hé lộ, lên tiếng giải oan cho đội ngũ stylist sau nhiều lần bị chê bai. Nam thần số nhọn nhất trong series Phốt bạo lực học đường tại K-Beat không bị tố bắt nạt nhưng toàn bộ lịch trình đều bị hủy bỏ. Và sau đây là nội dung chi tiết. Nữ diễn viên Nhật Bản khiến cư dân mạng xôn xao vì quá giống Suzy và Lisa Blackpink. Gần đây, một bài đăng trên diễn đàn trực tuyến The Cool của Hàn Quốc đã gây sốt khi đề cập đến Nana Komatsu, nữ diễn viên người Nhật có ngoại hình giống hệt như Suzy và Lisa Blackpink kết hợp với nhau. Suzy là một nữ diễn viên xuất thân là một idol nổi tiếng và là một trong số những visual đỉnh cao của Hàn Quốc. Từ đôi mắt đẹp đến đôi môi hoàn hảo như tượng tạc, thật không khó hiểu vì sao Suzy được tặng cho nickname tình đầu quốc dân. Còn Lisa được mệnh danh là búp bê sống, ngôi sao gốc Thái Lan có đôi mắt to tròn, bờ môi căng mọng, trông giống như một cô búp bê. Cả Suzy và Lisa đều nổi tiếng với visual đặc biệt và những đường nét khuôn mặt hiếm có trong ngành công nghiệp K-pop. Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng họ đều trông khá giống với ngôi sao Nhật Bản, nữ diễn viên 25 tuổi Nana Komatsu. Bên cạnh việc theo đuổi vai trò diễn viên, Nana Komatsu cũng gia nhập làng mẫu từ năm 12 tuổi. 6 năm trước, cô từng là gương mặt đại diện cho Chanel. 1001 biểu cảm viral của huấn luyện viên Lisa ở Thanh Xuân có bạn 3. Show truyền hình Thanh Xuân có bạn đang khiến showbiz hoa ngữ đầu năm thêm phần sôi động. Đặc biệt sự trở lại của nữ thần Blackpink Lisa khiến CNET càng thêm phần phấn khích. Trên mạng xã hội, các từ khóa liên quan đến cô nàng đều chiếm lĩnh vị trí cao trên top tìm kiếm. Dù mới chỉ có tập 3 lên sóng, tuy nhiên các fan đã thu hoạch được vô số biểu cảm đáng yêu cùng những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc của cô nàng. Nhìn những hình ảnh siêu dễ thương này mới hiểu vì sao Lisa là nữ thần trong mộng của bao người. Tới phần trình diễn của các thí sinh, Lisa còn phấn khích hơn nữa với 1001 biểu cảm ấn tượng. Nhìn vào từng khoảnh khắc mới thấy rằng đôi lúc Lisa không còn là huấn luyện viên nghiêm khắc năm ngoái, thay vào đó là một Lisa bùng xõa hết mình như một fan girl thứ thiệt. Đến khi vừa mới hô kết thúc công việc, hoàn thành cảnh quay, Lisa giật mình vỗ tay, gương mặt thể hiện rõ sự thích thú. Những khoảnh khắc này gây ấn tượng vô cùng đối với CNET khiến họ chia sẻ dần dần trên Weibo. G-Idol phải hủy bỏ toàn bộ lịch trình vì bê bối của Sujin, nhưng phản ứng của cư dân mạng còn tệ hơn nữa. Ngành giải trí Hàn Quốc đang nổi lên một làn sóng vạch trần các cáo buộc liên quan đến hành vi bắt nạt học đường của người nổi tiếng. Có một vài idol K-pop cũng đã bị liên lụy vì những vấn đề này. Tuy nhiên, người chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Sujin của G-Idol. Mặc dù công ty chủ quản đã đích thân lên tiếng bác bỏ những cáo buộc này, nhưng làn sóng chỉ trích của cư dân mạng vẫn cứ tiếp diễn. Tuy nhiên, những tranh cãi này không chỉ ảnh hưởng đến riêng Sujin mà còn tác động đến hình ảnh của G-Idol khi nhóm vừa phải hủy lịch trình. Theo đó, dự kiến vào ngày hôm 23 tháng 2, nhóm sẽ làm khách mời của show Gossip Idol mà Miyeon làm host. Dù vậy, lịch trình này đã bị hủy bỏ vào ngày 22 tháng 2 trước sức ép dư luận yêu cầu làm rõ những cáo buộc bắt nạt học đường của Sujin. Vào chiều ngày 22 tháng 2, một quan chức của Never Know xác nhận đúng là sự xuất hiện của G-Idol trong chương trình đã bị hủy bỏ. Đặc biệt, đây cũng là lịch trình đầu tiên của nhóm bị hủy bỏ kể từ khi scandal của Sujin nổ ra. Trước thông tin này, nhiều K-net càng tức giận chỉ trích Sujin vì cho rằng cô thật sự vướng phải cáo buộc bắt nạt nghiêm trọng đến mức dù công ty chủ quản hay tự bản thân đã bác bỏ giải thích cũng không có tác dụng gì. Trên diễn đàn mạng Hàn Quốc, K-net đã không còn giữ được thái độ trung lập bởi vì thấy có quá nhiều điểm bất lợi cho G-Idol lúc này. Họ yêu cầu Sujin phải rời nhóm để tránh gây ảnh hưởng đến các thành viên còn lại. Nancy của Momoland gây sốt với khoảnh khắc đẹp như tiên tử lần đầu được hé lộ, lên tiếng giải oan cho đội ngũ stylist sau nhiều lần bị chê bai. Sau gần một tháng phát hành MV Grab Me In Plastic kết hợp cùng với nam producer đình đám là Chromaine, mới đây công ty chủ quản của Momoland đã tung ra video making MV. Trong đó, loạt khoảnh khắc hậu trường của Nancy trong quá trình thực hiện sản phẩm âm nhạc này thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả. Trong video making, Nancy khiến nhiều người phải suýt xoa bởi nhan sắc quá xinh đẹp, khuôn mặt tròn xoe, đôi mắt to cùng nụ cười tỏa nắng. Thậm chí đội ngũ biên tập viên cũng phải chú thích trong đoạn video rằng Nancy xinh hơn cả đóa hoa.
Không chỉ chinh phục người hâm mộ bởi nhan sắc xinh đẹp, từng khoảnh khắc tạo dáng của cô nàng trước ống kính máy quay cũng khiến người xem phải rụng tim vì trông quá nhí nhảnh và kẹo ngọt. Đây cũng chính là hình tượng mà Nancy được công ty chủ quản định hướng ngay từ khi ra mắt nên càng khiến các fan thích thú hơn bao giờ hết. Đặc biệt trong đoạn video, Nancy cũng bất ngờ tiết lộ concept mà cô nàng xuất hiện trong MV là do chính bản thân cô thực hiện. Điều này cũng ngầm giải oan cho đội ngũ stylist của công ty chủ quản MLD, bởi trước đó nhiều cư dân mạng dành vô số lời chê bai khi cho rằng concept trong MV Wrap Me In Plastic không xinh, dìm hàng nữ nghệ sĩ cũng như các thành viên khác. Nam thần tượng số nhỏ nhất trong series Phốt Học Đường tại K-Beat không bị tố bắt nạt nhưng toàn bộ lịch trình đều bị hủy bỏ. Nữ diễn viên Park Hee-soo là một trong số hơn 10 nghệ sĩ Hàn Quốc bị cáo buộc bạo lực học đường trong vài ngày gần đây khi một nhóm người tự xưng là nạn nhân đã lên tiếng kể lại những gì đã xảy ra. Mặc dù công ty quản lý của Park Hee-soo đã nhanh chóng phủ nhận những cáo buộc này, tuy nhiên thì các nạn nhân vẫn tiếp tục đưa ra nhiều thông tin bất lợi cho cô. Trước khi bê bối này xảy ra, Park Hee-soo đã hoàn thành xong bộ phim truyền hình Dream Em, dự kiến bắt đầu phát sóng trên KBS vào thứ 6 tuần này. Vai nam chính của bộ phim này thuộc về Jaehyun của NCT, và đây cũng là một tác phẩm đánh dấu sự lấn sân đầu tiên của Jaehyun vào con đường diễn xuất. Chính vì thế mà đông đảo người hâm mộ của Jaehyun đã và đang đặt rất nhiều kỳ vọng, chờ đợi vào Dear Em. Thế nhưng trước ngày lên sóng, Dear Em đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn vì scandal của Park Hee-soo. Trước đó, dàn diễn viên của bộ phim bao gồm nam nữ chính Jaehyun và Park Hee-soo xác nhận xuất hiện trên nhiều chương trình khác để cùng nhau quảng bá cho bộ phim này. Tuy nhiên, sau khi scandal bạo lực học đường bùng nổ, toàn bộ lịch trình quảng bá của họ đều đã bị hủy bỏ. Jaehyun và Park Hee-soo trước đó xác nhận xuất hiện trên chương trình radio Jung Eun-ji Gayo Plaza vào hôm 23 tháng 2, tuy nhiên lịch trình này của họ đã bị hủy. Tương tự hai nam nữ chính, các diễn viên khác trong phim cũng bị hủy kế hoạch ghi hình cho chương trình Yoo Hee-yeon Sketchbook vào ngày 22 tháng 2 vừa qua. Vì đây vốn là một chương trình âm nhạc, sự xuất hiện của các diễn viên trong chương trình này chắc chắn sẽ có ý nghĩa rất đặc biệt, nhất là khi có nhiều diễn viên của Dear Em xuất thân từ ca sĩ. Thế nhưng cuối cùng sự chờ đợi của người hâm mộ đã thành công cốc. Mặc dù Dear Em có sự xuất hiện của rất nhiều diễn viên khác, thế nhưng người hâm mộ của Jaehyun có lẽ đã và đang rất tức giận và thất vọng trong tình huống này. Nam thần tượng đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để quay phim, bất chấp lịch trình bận rộn cùng với NCT. Cũng là thành viên duy nhất trong nhóm không nghỉ ngơi trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua để hoàn thành bộ phim này. Thế nhưng giờ đây khi ngày phim lên sóng đã đến rất gần rồi, những nỗ lực của anh trong khoảng thời gian vừa qua có thể sẽ đổ sông đổ bể vì bê bối của nữ chính. Vì Dear Em đã quay xong toàn bộ trước ngày lên sóng không theo kiểu cuốn chiếu như hầu hết các phim truyền hình Hàn Quốc khác, phương án loại Park Hee-soo khỏi phim cũng không khả thi vì thay đổi nữ chính cũng đồng nghĩa với việc cả đoàn phim và các diễn viên khác sẽ phải quay lại từ đầu. Hiện tại đã bắt đầu xuất hiện những ý kiến trái chiều yêu cầu hủy luôn kế hoạch phát sóng của Dear Em. Bởi đây là một bộ phim nói về nạn bạo lực học đường, nhưng nữ chính lại vướng nghi án bắt nạt bạn học. Ekip sản xuất Dear Em cho đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ một phản hồi nào liên quan đến tương lai của bộ phim này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hãy lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ Knews 24 giờ nhé.